Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay thì Tuấn Vĩ lại có mặt tại nhà chú Sơn, gọi là chú Sơn mù đó quý vị, bởi vì chú bị khiếm thị nên là trong thời gian qua thì các cô chú đều gọi là chú Sơn mù. Thì trong thời gian qua thì chú đã đi bệnh viện và hôm nay chú đã xuất viện được mấy ngày rồi, nên Tuấn Vĩ vô thăm chú. Thì hôm nay Tuấn Vĩ vô thì cũng xin thay mặt cho bà con cộng đồng có hỏi thăm chú sức khỏe, và cũng có nhiều người thắc mắc là trong thời gian qua thì thấy Tuấn Vĩ cũng tới và kết nối được cho chú cũng khá khá tiền, nhưng mà trong thời gian gần đây thì chú đi bệnh viện thì chú lại không có tiền để đóng tiền viện, cũng không biết vì lý do làm sao, nên là giờ đây mời các cô chú và các anh chị chúng ta cùng Tuấn Vĩ để đi vào thăm chú Sơn nha quý vị nha. Xin chào cô ba. Cô ba hôm nay ở nhà hả? Hôm nay ở nhà không đi làm gì hết chứ cô ba? Dạ, chắc chú Sơn ở trong nhà phải không? Dạ, con vô. Vậy hả? Ai ai sốt? À, mấy đứa nhỏ con sốt hả cô ba? Dạ. Chú Sơn ơi. Nay sao rồi? Nay khỏe rồi hả chú? À, tính đi đâu á? Nay bận áo vô hả? Rồi nay biết mắc cỡ nữa, chắc là sắp có vợ rồi đây. Mặc áo vô mới được hả? À, nay biết mắc cỡ rồi. Ừ. Sốt nặng ngói con áo luôn. À, ói ra máu luôn hả? Năm ngày. Ghê quá vậy. Nó ói là nó ướt này. Dạ, rồi chú cài nút vô đi. Xỉu, nó xỉu ngang là nhà cháu dập kịp không dập luôn té. Xỉu ngang đó hả? Nó Ghê vậy. chui làm như cục bột, phải làm cái giác đó là coi như là hết biết gì rồi, cái tay hết nghe, cái tay chụp cái giới chụp là 1 triệu lại rồi biết té, nhưng mà nó chụp nổi. Dạ, con mới cài cái micro vô áo chú đừng giục của con nha. Rồi. Vậy hôm bữa nó không có đau trước, nó không báo cho mình biết trước hay sao mà Có trước bị rồi, rồi nó sốt sốt cái thuốc nó bớt rồi rồi bắt đầu mới ăn cháo vô cháo hến đó, nó trúng lại không giữ gì ăn chưa. ăn cháo hến nó trúng lại hả? Chích trước sốt chích hai hai ngày trước rồi có bớt ba bớt vô đâu rồi. á Ăn cháo hến tại cũng tại mẹ ăn này nè, đã nó sốt cái chích thuốc bớt bớt rồi cái nó thấy tội nghiệp quá cái nó cháo hến bưng xuống tổ cái nó hồi nó không ăn được nên nhân lại mì cho nó ăn rồi nó trúng lại rồi ăn rồi hồi cái sao nó làm gì ấn ấn lạnh nó phần phần nó cũng gung lên luôn gung trúng lại vậy tại chỗ, uống gung nước trà không được, có nước trà không được mà trả đi cái ăn, ăn cháo hến là nó trở lại hả? Nó trúng Sao trở sao kỳ lại vậy? bị nó lặn hến ở trên nhỏ cháo cái Cháo hến trúng rồi. nó đói bụng quá cái nó chơi một tô hến không vậy nè chăng nó phấn ăn chiều À. cơm luôn rồi cái bắt đầu cái rồi về đây cái nó bớt bớt rồi đi chứ thuốc bớt bớt rồi À, để biết đường mai mốt tránh chiều cái mai nó mốt bớt tránh thêm cháo tổ cho hết thì nữa lần hết bán rồi đó. rồi nhỏ con nó đi lên Mỹ Long nó có một chuyện chảnh nó cái đầu nó mua cho một tổ cho vịt nữa ăn hết nữa cái táo trúng luôn sáng lại cái nó ói ra máu quá trời ói ra máu từ cái ngực của chợ Ghê xuống vậy. đây đỏ hết trơn luôn xỉu muốn xỉu luôn rồi mới chở đi bệnh Vậy viện là sốt xuất huyết là mình kỹ mấy cái đó hả cô? chắc kỵ quá không biết rồi bây giờ nó để nhiều chứng bệnh quá mà không biết bệnh gì tính đi thành Lệ phố là ông nội mày trong đâu mình thấy ngủ rồi đâu có đọc ngủ mà không nghe cái thấy muốn xỉu rồi. nó lấy cái gì đâu Ủa nếu bệnh thiệt kia mà rồi lên xơ được gì gan gì sao? đó cùng lắm chân á Nghe vậy có xơ gan nữa hả cô? Ơi cái này hả cô trời để đâu không biết có xơ gan cổng hả? mà sao nó để gì kỳ quá à? Mà không biết làm sao đây mà tính đi thành phố cho nó chắc ăn nè Bà Nguyễn ông hầu khám có gì uống mình thấy gan rồi không có mỏi mỏi chứ đây nè chẩn đoán nè trào ngược dạ dày thực quản cũng có bệnh như bệnh khô nữa tiểu chức có năng một nè mà luôn mã bệnh nè rồi cái giấy nào mà nó trào để ngược dạ dày thực quản rồi cái giấy nào mà nó để nè đâu đăng dĩ đọc thử coi đây là nó bệnh khác của đường mật này nhiễm khuẩn đường mật sỏi túi mật xơ gan xuất huyết tiêu hóa trên mức độ nhẹ, thiếu máu mức độ trung bình, hội chứng ruột kích thích, sốc nhiễm khuẩn đường mật, sốt xuất huyết,
Vì sao giờ để quá trời nhiều. Rồi sốt xuất huyết khó rồi đó, được, phải rồi. Yeah. Ối rồi máu là chắc có thể là sốt xuất huyết mà không biết. Sốt xuất huyết rồi máu đó. Bệnh viện Cao Lãnh. Cao Lãnh. Dạ. Rồi con thì hôm vừa rồi đó thì là cái thời điểm mà chú Sơn đau đó là con đang ở ngoài miền Trung. Dạ yeah, bởi đau cái có gọi thằng thằng Tâm Gòm á. Dạ. Yeah. Rồi nó gọi anh Dĩ không, nó thôi đi để đừng làm phiền tại vì tiếng Dĩ yeah. ở ngoài dĩ ngoại á, không yeah, có ở đây. Hôm bữa là con giới thiệu cho Tâm vô mà. Ờ thì yeah. Nghe đâu biết rồi nghe nói ủa sao chú biết ở đây rồi nói anh Dĩ yeah. gọi cho mà yeah. con mới biết. Dạ. Yeah. Đúng rồi, con có giới thiệu em Tâm vô vì đi ra con, đi ra đi con. Đi ra chút đi ngoài đánh coi. Vậy đó rồi vì cháu nó rước gì đang tính là để đỡ đang đi lặn hết nữa. Yeah. Rồi cái sau sát lại cái nó gọi xuống nói giờ chú thằng mù nó bây giờ nó ói cả máu quá trời rồi. Tôi nói thì giờ chở đi bệnh viện rồi tính sao chứ biết làm sao giờ rồi yeah. cái bảo hiểm nó mất đó. Dạ. Rồi gì ở đây làm lại rồi mới đi lên chảnh. Dạ. Ủa vậy giờ có bảo hiểm chưa cô ba? Có rồi. Có rồi. Dạ, có rồi ha. Rồi cấp nằm viện đó thì cô ở đây cô chạy bảo hiểm cho nó đó. Dạ. Cho nó. Dạ. Cho nó nhẹ. Hôm nay về sau là đừng có leo dừa, leo đồ gì nữa nha chú. À, không có leo dừa đâu. Rồi dạ, đi lặn hết trời à, hết quán trời à. Đi thành phố nè. Dạ. Đi cho gãy mình khám tổng quát cho coi nó làm sao. Dạ. À, nay con nghe nói chú xuất viện rồi con vô thăm chú. À. Rồi con biếu chú hộp sữa. Dạ. Yeah. Yeah. Có đâu có thấy được. Với có cô Trần Minh Trang có gửi cho chú 1 triệu. Dạ, con gửi tiền cho chú ha, nhưng mà chú nè con muốn hỏi chú một điều á. Thôi chú cầm tiền trước đi. Ủa, cái tay mà lột vậy đó hả? Thì không hết rồi, muốn tay bằng cái dao nó không ạ. Đây đây chú đưa tay lên coi. Tiền đây. Dạ. Đây là 1 triệu đồng của cô Trần Minh Trang. Và trong cái thời gian mà chú bệnh đó là con cũng nghe nhiều người nói với con nói ủa sao chú Sơn hồi lần Tuấn Vĩ cũng tới kết nối rồi Mạnh Thường Quân cũng có giúp cũng khá lắm mà cũng đâu trên 50 triệu gì mà sao mà đi bệnh viện mà thiếu tiền đóng tiền viện lần sau. Bị bất tử là có nghĩa là mình cũng có 100-200 ngàn túi mình đi chích thuốc thì cũng sơ sơ thôi chứ tưởng đâu mà như bình thường mà lần chích viện hết. Chứ mình đâu có ấy đâu phải mà lễ túi thiệt hời sẵn đâu. À tức là chú không có mang theo. Ừ, cái gì cũng cất chứ đâu có để tiền đâu. Ừ. Bởi vậy cho nên là các cô chú thì nhiều người cũng thắc mắc lắm á. Nói sao các cô chú cũng hỗ trợ cho nhiều để phòng khi bệnh hoạn này kia để mà chạy chữa. Thì mà sao... mình cũng cất chứ đâu có để tiền cất. Túi ăn ngoài đâu. Dạ. Cho nên là con sau đó con có gọi cho cô ba. Con có hỏi cô ba nói sao hôm bữa cũng kết nối được khá khá mà sao mà đi bệnh viện mà thiếu tiền mà phải tới mức mà thiếu trầm trọng như vậy. Thì cô ba nói là kỳ hồi lần Tuấn Vĩ hỗ trợ thay mặt cho Mạnh Thường Quân có kết nối được thì là cái tiền đó nghe nói chú Sơn mua vàng cho chú Sơn chôn rồi. Cất rồi chứ đâu hả? Chứ phải để túi mình ăn không rồi, nó chơi thôi. Mà nó cũng như rồi mình đâu có tin tưởng ai được. Yeah, nhưng mà bây giờ vậy nè, chôn ở đâu thì chú nói nhỏ với con nha. chôn ở đâu chú, vàng chôn ở đâu chú nói nhỏ với con để con biết nè. Chú biết mà khi mình còn khỏe đó thì mình lấy cái đó mình xài nữa chứ chú cất hết trơn vậy thì lấy tiền đâu chú xài. Thì có đâu chua, mình có đâu chua tới chuyện chừng nào mới lấy rồi cái chuyện mình giờ mình còn kiếm xài ăn được. Trời ơi. Mình cứ kiếm ăn đi rồi tới đâu tính đó chứ. Vậy con hỏi chú nha, lỡ chú có mệnh hệ gì nó bất tử thì sao? Con chơi chết rồi thì cũng để rồi con cháu mà mình ăn chứ ai ăn. Thì ai đâu mà biết chú trốn đâu? Biết rồi. Chừng nào thấy hơn mình không được còn phải trói liền chứ vậy. Rồi là sợ không kịp trói á chứ. Hả cô ba, đôi khi đâu có kịp trói đâu. Nói giờ cũng như mình nó có đau biết đau là cũng như ít thôi chứ đâu có ngờ nó đau nặng gì. Mình đâu có biết gì đâu. Bây giờ nó nằm bệnh viện nó đâu có dám chỉ cho ai. Để nó dạ. bắt buộc nó phải nói là không tiền. Dạ thì đó cho nên là bây giờ để con đi kiếm thử nha. Dạ yeah, biết. Con đi kiếm thử nha coi giấu ở đâu nè. Trên nóc nhà thì chắc là không thấy rồi đó. Thấy nó leo trèo lên trèo nhà này hoài à. Leo làm sao á.
Theo cô ba thì các cái đâu này? Thì cũng vòng vòng trong buồng đó mà không biết cái khu vực nào. Thấy nó tối cái nó mò mò nó đi kiếm nó, cũng như nó thăm chừng thứ còn không vậy, dạng nó vậy đó. Mà đôi khi coi chừng lẫn nó không biết ở đâu nha. Dạ lẫn à. Đâu nha. Đâu à. Nó giờ nó không có tin ai được hết trơn, nó nói bây giờ chôn vậy đó rồi bị gì bất ngờ điên chảnh là tính hết rồi đi lặn hết lại chứ không phải là bệnh nặng vậy. Đâu biết rồi, con. Đâu tính thuốc nó bớt rồi thì tự hết. Đánh con à. Đi. Rồi cho nên là bất tử nó đau vậy đó, rồi nó không có tiền. Thì nó khỏi không ấy đâu. Rồi giờ cũng có 100-200 ngàn túi mình đi luôn mấy bữa chứ thuốc đó. Xe cổ ăn uống rồi đó. Dạ. Đó thì để con báo cho cộng đồng biết để lo. Rồi đôi khi nói sao tiền đâu hết, tưởng đâu là... không ấy được. Tưởng đâu là cho ai đâu hết, rồi cho em nào hết, rồi cuối cùng không có xài. Đó. Cho nên là để thưa... còn bư được, rồi cứ bư đi rồi. Nói bữa nói với Tân Dĩ đó là mua được 3 tỷ vàng với 100 đô. Còn nhiều đó đó, để dặn nó tôi có đau bệnh nặng thì tôi khu vực vòng vòng đó thì chị kiếm giùm tôi. Chứ giờ nó cũng không chỉ đâu mà nó nói là chỗ đó vòng vòng sao buồn đó. Chị có lỡ tôi mà bất tử và có cái gì nặng đó không có chối không kịp chỉ đó thì chị cứ kiếm vòng vòng đó thì có à. Chứ giờ chủ yếu là không có chỉ chỗ nào hết trơn á. Mà để con bây giờ con kiếm thử nha. Đấy, biết rồi. Làm hết kiếm được, làm hết kiếm ăn được thì ấy đi, không ăn thua gì. Là như quý vị vừa nghe đó là chú Sơn nay đã tiết lộ cái bí mật là hôm bữa đi bệnh viện mà không đủ tiền để đóng tiền viện phí là lý do là cái tiền chặn đó, cái tiền mà Mạnh Thường Quân cho đó thì là chú Sơn đã mua vàng và chôn cất vàng đó để phòng khi mà bệnh tình này kia để lấy đó để trị bệnh. Còn cái tiền ở trong túi thì là nó không được bao nhiêu, vì lẽ đó mà chú đi bệnh viện bất tử nên là không có đủ tiền là lý do như vậy, chứ không phải là chú than. Có đúng vậy không chú Sơn? Có đúng là không phải là chú than mà là do chú không có kịp bán vàng để lấy tiền đi trị bệnh không? Mình không có kịp đâu. Dạ, không kịp. Rồi con chứ phải để túi liền đâu móc được. Nói lớn sợ rồi cũng như lên mạng này tao biết rồi, người ta cũng như cũng có thằng em nó cũng đi theo một tiền bài con nghĩ là đây rồi nè. Chắc đây nè, đây rồi, thấy baby xe đây, thấy trám xi măng đây nè. Trám xi măng quỷ không à, đâu có dám là đâu. Phải đây không chú Sơn, để con kiếm coi. Phải chỗ này không? Đâu rồi chứ. Rồi con thấy rồi, không thấy rồi. Đâu rồi chứ. Hả? Đâu rồi chứ. Biết ở đâu. Tội nghiệp. Thưa quý vị, thật ra thì cái trường hợp này thì Tuấn Vị cũng thấy một số người già đó quý vị, một số người lớn tuổi đó thường cất tiền. Có đôi người đó cô ba, có nhiều người là khi đi rồi đó là con cháu thấy nhét chỗ này vài trăm, chỗ khác vài trăm vậy đó, nghe thương lắm. Chính là cô bây giờ lỡ cô chết bất tử là tiền của cô là không có con cháu, mà nếu mà tìm được thì xài không tìm được thôi, cô cũng không chỉ ai chứ. Ủa chú Sơn đưa cái bàn tay lên con coi cái bị gì vậy? Chảy máu mới hết tay, chảy máu. À máu luôn. Chú có biết chú chảy máu không? Biết. Chú biết hả? Biết. Thì sao hết kiểu gì mà để chảy máu vậy? Ồ, cái dao này nó lột quá, lột mà sao mày hết cái gì mà xét nữa. Không thấy đường phải không? Không thấy đường thì... Cái dao luộc mà nó hết thì sao hay nó. Vậy là cô ba cũng có để tiền riêng phải không? Có chứ, để già mà để nữa dâu với con mình không nuôi rồi mình cũng... để phòng hờ chứ mà điều giờ nó giận nó giờ tao không biết tin tưởng thế nào, nhưng giờ tao không chỉ ai chứ á. Tao gần chết thì tao... Tao giấu luôn tiền nào, tao chết bất tử như ba mày vậy đó. Chết không kịp chối thì ai kiếm được nó xài. Con thấy rất là nhiều trường hợp đó. Rất là nhiều trường hợp là khi lỡ bất tử rồi là con cháu kiếm ở vách nhà, rồi ở góc tủ, rồi ở trong gối rồi này kia đó. Nơi nhúm vậy đó. Cô nói là giờ tao cắt cũng vòng vòng nhà chứ không có cách xa. Nhưng mà tao lỡ rồi tao có biết tao gần chết thì tao chỉ, còn không biết còn chết lỡ chết như ba mày không kịp chối thì đứa nào kiếm được thì nó xài. Chứ còn tao không có chỉ lên tới chỉnh là máu tụt còn có 80 độ đó. Sao chú lên bệnh viện lo máu là tụt còn có 80 độ vậy vậy
Bữa sau mày dếu còn ra máu đó. Ghê vậy. Còn có 8-9 độ thôi hả? Ừ. Ghê vậy. Đưa vô sức lỡ rồi. Ủa đưa vô cấp cứu. Cấp cứu nằm tới 3 ngày mới ra. Nằm 3 ngày ra chạy 2 ngày, 5 ngày. Sao nó cũng trong bệnh đó nó khỏe. Mà sao bây giờ cái giấy ra viện sao nó nói gì đâu bệnh tùm lum. Quá trời. Ghê ha, còn ăn uống ngủ còn ăn 3 tô luôn. Ẩn biết ẩn gì trong mình không, mình không biết mà sao mà kỳ quá. Tính đi cái giấy nặng cám cho nó. Thì uống thuốc hết 15 ngày rồi đi à. Con thấy có vẻ như là mặt chú Sơn hơi sưng sưng á, không biết cô ba có thấy điều đó không? Thì tại vì tiến sĩ thì lâu lâu mới gặp lần rồi cô gặp hàng ngày cô không để ý. À không có để ý. Đi xin không? Chứ cô gặp hàng ngày thì cô không có để ý chứ còn không còn, biết sao còn, mà thấy nó cũng hơi mét mét nữa. Chứ nó chuyện nước là cô chừng mập ha nha. Chuyện nước 2-3 bữa mà mập vậy. À chuyện nước á. Ừ. Tại vì nó ói rồi quá trời máu rồi. Chuyện nước 3 bữa đó. Bây giờ chắc bệnh đợt này chắc suy dinh dưỡng rồi, chắc không có còn mạnh dạn như hồi xưa mà bằng giờ thì đâu có dám đeo dừa đeo đồ này. Hồi đó leo rồi. Thấy chúng mình phải ngủ quá. Tẩn rồi. Đó thì con nghĩ á là chú biết không, con người ta đó sợ nhất là không có tiền để trị bệnh. À. Nhưng mà như chú đó thì là cũng được một số cô chú mạnh thường quân thương thì gửi cho chú cái số tiền mà kỳ trước con trao đó. Thì theo con nghĩ là chú nên bán bớt vàng đó đi. Rồi đi lên trên Sài Gòn á, đi khám tổng quát đi. Đi khám rồi. À, bởi vì là chú biết con người ta sợ nhất là không có tiền mà đi trị, chứ còn có tiền thì mình nên lo cái thân mình đó chú. À. Ừ, nên lo cái thân mình đi. Ừ, con thấy nói chị ba bây giờ. À, thì nhờ chị giúp tôi nữa, tôi đưa lấy chị vàng ra bán rồi chị đi đúng dẫn rồi. Đi đình phố khám bệnh giùm cho tôi chứ đúng sao rồi. Vậy? Đúng rồi. Uống thuốc hết 15 ngày đi ạ. À. Bị thuốc nó còn bệnh viện đó. Yeah. Rồi giờ chờ uống thuốc hết là đi, yeah. Đi giúp nó đó. Nói đi đi sớm sớm cho đi cận quá đi, cô ba cũng gần đám cưới tới rồi. Dạ. Yeah. Chứ đôi khi nói không phải chứ lỡ bất tử một cái thì tiền đó cũng đâu có mang theo được. Đâu mang theo được. Dạ. Để con đi kiếm thử coi, để con đi kiếm thử. Đi kiếm thì không buồn. Con coi đi, con kiếm được thì hay lắm ạ. Dạ, con đi kiếm thử. Thế là có khi nào ở trong cái bình thùng sữa này không? Đâu có đâu. À, thưa quý vị, Tuấn Vĩ nói chơi cho vui vậy thôi. Tuấn Vĩ vô đây tham quan nhà chú Sơn cho các cô chú nó, biết nói vậy, tí vậy bữa hổm nghe nó ói ra máu quá trời, cái con yeah. Gom bao quần áo nó cô giặt hết trơn, cứ lỡ có yeah. Gì đăng liệm cho nó áo sạch một chút. Ghê vậy. Cô bị ói ra máu cô nói sao bệnh ghê vậy, vậy đó hả. Cô giặt hết trơn rồi cô bữa hổm mà thằng Tâm á hả, Nguyên gì Thành Nguyên nè, cho cái áo nè cũng giặt nữa trơn, giặt dần nha chị dài cho nó nữa. Đó, có chuyện gì đâu cho nó dạ. Có sạch lên. Ghê vậy đó hả? Sợ tới mức đó luôn á hả? Sợ mức đó rồi cái bắt đầu quần áo nó gơ gơ lại cho nó ấy, có gì đâu hô bất tử rồi mình không có biết đường mình làm cho nó. Tội nghiệp. Dạ. Trời ơi, đen thùi lùi vậy đó hả? Không có giặt vũ gì hay sao không? Trời ơi, sao mà cái gối đang thui lùi vậy chú? Con thấy hình như nó móc rồi chú ơi. Theo con nghĩ là cái này phải có, phải có người chăm sóc cho chú chứ thì con. Lại nó nói lúc bữa đây nó về nó mua cái gối với cái chiếu chạy Tết. Dạ. Dạ. Cứ thấy bây giờ trong mình nó khỏe lắm, đâu có gì đâu. Mà thấy nó khỏe mà sao cái bệnh tình bác sĩ ra viện rồi sao để cái giấy quá trời nhiều không sao. À, chú ơi, do chú khiếm thị chú không thấy đường đó, con thấy cái gối nó đen thui lùi lắm rồi đó chú. À. Dạ, chú phải giặt cái gối đi chú. À, bụng mà mới cái gối mà giặt được rồi đó. Giục được rồi. Giục mấy cái rồi đó. Dạ, không biết có vàng rộng không nữa. Nói chung mình khỏe sao luôn, nó ngộ vậy. À, sẵn đây con kể cho cô ba nghe một câu chuyện. Là ý là con muốn kể cho cô ba nghe một câu chuyện là có một cái bà cụ kia đó. Là bà bao nhiêu năm bà lụm da chai. Rồi cái sau đó con của bà lấy chồng xa, rồi về thăm bà thì muốn cho mẹ bất ngờ,
nên là cuốn cái niệm đó đi dục rồi mua cho bà một cái niệm mới. Thì sau khi bà đi lụm dây chai về thì hỏi là cái niệm đâu rồi, thì con bà nói là đưa ra ở ngoài xe đổ rác đi dục rồi. Bà xỉu, bà té xỉu tại chỗ, bởi vì bao nhiêu năm bà lụm rác đó là bà gom tiền, là để tiền ở trong cái niệm đó, bà nhét tiền ở trong niệm đó, mà cuối cùng là con không biết là coi như gom cái niệm đó để mà đi ra xe đổ rác rồi đi đổ đâu mất tiêu. Cuối cùng bao nhiêu năm bà lụm rác là coi như cái số tiền đó là mất hết trơn. Bị xỉu là phải rồi. Dạ. Cho bà gì đó, mấy bà già nói chứ cái đồng tiền xài nó dạ, khéo lắm. Dạ. Cho nên đó là cái việc mà ví dụ như mình tính mua cái gối mới cho chú chú Sơn, hoặc là có tính thay cái gối cũng phải báo cho chú biết để lỡ có tiền trọng. Cái gối nào không thay được, cái gối nào để nằm đó, gối nằm thì thay, cái gối đó không thay được. Cái gối nó đen thì lùi à, nên là chú có thay gối này kia thì để bữa nào có dịp rồi con mua cho chú một cái, có dịp rồi con có đi qua đây thì con có đi công chuyện bên đây thì con mua cái gối cho chú ha. Bữa nói cái đi bớt bệnh cái đi lặn hết. Rồi hết rồi ấy bánh tráng rồi đó, đừng chờ cái dĩ qua. Dạ. Bữa nay mời cái dĩ qua nè, hồi vậy tôi đi lặn hết mới được. À đi vậy đó ha. Đi lặn hết lặn đãi cái dĩ mới được. À. Lặn ở trong này nè, thằng Liêm nó mua cái vợt kìa. Hai thầy trò đi chạy xe chổng lặn có 4 vợt là đầy cái thùng bê luôn á. À. Nhưng mà nay vậy thì bệnh vậy thì kỹ hến rồi, bây giờ còn đâu có ăn hến nữa. Hến là nói lặn đãi tiếng dĩ. Nghe nó tiếng dĩ qua thằng lặn anh đãi tiếng dĩ. Với ký tôm nữa chứ, ký tôm đang luộc nước dừa nữa. Sao mà lâu lâu con thấy tay chú run vậy? Là vậy đó. Đây khỏe cây thì lặn hết là được rồi đó. Cái này tính đi lặn hết lại, đang tính tiền. Đó thì con cũng khuyên chú là chú nên nên đi khám bệnh nha chú. Nên khám bệnh, nên bán cái vàng đó đi, bán đừng bán hết, bán 1/3 gì đó. Đâu hết. Dạ. Thì bán đi thì để trị bệnh. Con cũng chịu đủ rồi. Dạ thì phải khám bệnh chứ, bây giờ mình già tới nơi rồi, bệnh hoạn ở trong người mình không khám thì mình đâu có biết đường đó đâu. Đâu lần chừng nào nó phát bệnh ra rồi bắt đầu nó đôi khi muốn chữa cũng chữa không được. Rồi thậm chí nó rất là tốn kém á chú. Nha chú. Dạ. Thôi con nay cũng vô thăm hỏi chú vậy thôi, con bây giờ con cũng phải về. Cảm ơn. Dạ. Còn trong người thì chú thấy làm sao, sức khỏe làm sao? Khỏe khỏe rồi, không có chữa. Không gầy ăn hàng chứ lắm, bất cứ ăn... ông thiếu kinh si gì đó ông ăn không gầy, ăn một lần ăn là tới hai hộp hai hộp mà nó tầm đó. Chứ thường thường ăn hộp mà không dám ăn hai hộp. Dạ. Chuyến này là ăn lần hai hộp. Bánh tầm á ha. Bánh tầm tao bán sáng tao bán dài đi nè. Dạ. Ăn lần hai hộp. Sáng ăn đậu rồi chưa ăn đậu cơm, chiều ăn đậu cơm, ăn ngày ba là bỏ không. Ấy họ mời cái con dĩ về quê đó mẹ hờ bà mẹ gì bà thương con gì đâu mà ôm bà khóc, cô cũng thấy khóc theo quá trời luôn đó tao mẹ gì. Cô có tự nhiên cô nhớ mẹ cô đó, nếu hồi đó cô nghèo khổ mà không có lo được cha mẹ đầy đủ, mà bây giờ gặp mẹ tướng dĩ vậy đó cô nhớ mẹ cô hết sức luôn. Dạ. Cô khóc quá trời khóc luôn. Dạ vậy hả cô? Khóc. Dạ. Cầm nước mắt không có đậu. Dạ. Nói lâu lâu về mẹ con bà mẹ dễ thương con gì hết thiệt quá. Không muốn xa ôm hoài khóc hoài. Nghe nói ngày mai đi là hôm nay là bà không ngủ rồi đó, cả đêm không ngủ rồi đó. Sợ cháu đi, sợ quê con đi. Tâm mẹ được mấy bữa vậy? Dạ, con ăn ngoài đó một tuần ngoài cô. Dạ. Dạ. Thấy tội, hết sức tội. Dạ. Rồi, để chú nghỉ khỏe nha. Rồi. Thì ráng lo cho bệnh tình này kia ha. Ráng khám bệnh nha chú. Rồi, con lấy cái micro ha. Rồi, chào chú nha. Rồi. Dạ, dạ. Rồi, con chào cô ba ha. Dạ. Dạ. Bữa lễ nó mới diễn qua nó nữa, mẹ nói với chú Dĩ nữa qua đám cưới anh hai qua ca cho vui.
chỉ dạ. Bữa 20 là đãi tới 200 người. Là mình qua đám hỏi qua đàn gái xong rồi mình về đây, về nhà mình đãi 200 người. Dạ. Rồi bữa sau là đãi cũng 250 nữa. Ừ. Đãi tại nhà đây luôn không cô ba? Tại đây luôn. Ừ. Để con sắp xếp, bởi vì công việc con thật sự là nó cũng lu bu và nhiều lắm nên là đôi khi không dám hứa trước, thì không có qua được thì cũng kỳ. Bởi vì nhỏ gái nó nói mẹ nói chú Vĩ trước đi. Tháng 11 lận. Dạ. 20 tháng 1. À 20 tháng 11 âm lịch đó ha. À 20 tháng 1 mình bữa 20 sáng tụi mình qua đàn gái cũng như đi đám hỏi đó. Dạ. Qua đàn gái. Rồi cái chiều có cỡ 4 giờ là mình đãi nó mời bạn nó là mời giờ 4 giờ có mình đãi tấu luôn. Dạ. Rồi bữa sau lại cũng đãi cũng 200+ nữa. À vậy cô ba ha. Đãi lớn ha. Đông quá mình đãi trước một bữa. Dạ. Thôi con chúc gia đình mình mọi việc thuận lợi nha cô ba nha. À để con sắp xếp thì có đi được thì con tính. Tối 20 qua cũng được. Dạ. Mình 21 qua cũng được. Dạ. Chào con đi học về đó ha. Dạ. Ừ, giỏi quá. Ok vậy nha cô ba nha. Rồi con xin phép ha. Rồi chào chú Sơn ha. Gần tới cái giờ cô điện rồi nhắc nha. Dạ 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 ok cô. Chào cô ha. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa thăm chú Sơn thì thấy quý vị thấy đó, người lớn tuổi thấy rất là tội nghiệp. Thì chú cũng dành dụm, chú sợ là xài tiền thì nó sẽ hết đó quý vị, sợ xài nó hết, thậm chí là ăn uống này kia chú cũng không có dám ăn, dám xài gì hết. Rồi chỉ có khi bệnh nặng lên rồi bắt đầu là ói ra máu đó thì đưa đi bệnh viện. Đưa đi bệnh viện thì đưa đi bất tử thì không có kịp bán vàng. Nghe đâu là vàng chú chôn đâu dưới nhà, không có kịp bán vàng để đi bệnh viện. Thì tới bệnh viện thì thiếu tiền để đóng tiền viện phí làm sao đó. Chứ thật sự là cái tiền Mạnh Thường Quân cho thì nó đang còn nguyên ở đó. Chú không có dám ăn, dám xài gì hết. Thấy cũng rất là tội. Chứ ban đầu Tuấn Vĩ nghe thì Tuấn Vĩ cũng sợ là chú có cho ai mượn không, hay là sợ thì có đưa cho ai này kia không, rồi chú không có để xài thì tội nghiệp. Nhưng mà tìm hiểu ra mới biết là chú mua vàng, chú chú mua vàng, chú chôn đó quý vị. Nên là thấy cũng tội, thấy người già thấy thương quá. Kính thưa quý vị, vậy giờ đây Tuấn Vĩ xin kết thúc video nha. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các cô chú và các anh chị theo dõi. Và quý vị nhớ đăng ký kênh cho Tuấn Vĩ để theo dõi những video mới nha quý vị nha. Và để cho các cái video nó sẽ được lan tỏa nhiều hơn để giúp đỡ cho những mảnh đời khó khăn. Xin chân thành cảm ơn và xin được chào tạm biệt quý vị.